Hệ lụy khó lường từ việc Liên minh châu Âu áp giá trần dầu Nga Phó Chủ tịch thứ nhất Ủy ban Chính sách Kinh tế của Hội đồng Liên bang Thượng viện Nga Ivan Abramov nói với Sputnik hôm 3 tháng 12 rằng việc đưa ra mức trần đối với dầu Nga sẽ dẫn đến sự gia tăng phi mã của giá nhiên liệu trên toàn cầu. Hậu quả của quyết định như vậy là rõ ràng, nó sẽ dẫn đến sự bùng nổ về nhu cầu, gián đoạn chuỗi cung ứng và sự gia tăng phi mã của giá nhiên liệu trên toàn cầu, ông Abramov nói Trước đó, hôm 2 tháng 12, Liên minh châu Âu-EU đã đạt được thỏa thuận về việc ấn định giá trần đối với dầu Nga ở mức 60 đô la Mỹ một thùng. Bình luận về mức giá trần của EU, nghị sĩ Nga cho rằng việc này sẽ tác động đến cả các hộ gia đình châu Âu vốn sẽ phải vật lộn trong mùa đông lạnh giá và các nền kinh tế châu Âu vì sẽ mất hết lợi thế cạnh tranh trong nhiều năm tới. Thành viên Duma Quốc gia Hạ viện Nga Alexander Chepa trong khi đó khẳng định, nước này có một thị trường rộng lớn và sẽ chỉ bán dầu theo các điều khoản có lợi cho Moscow. Nga sẽ chỉ bán dầu nếu có lãi, quyết định áp giá trần sẽ chỉ dẫn đến sự gia tăng giá cả trên thị trường toàn cầu và người hưởng lợi từ tất cả những điều này cũng đã quá rõ ràng, Mỹ chính là nước đứng sau, Chepa nói. Ngoài EU, các quốc gia G7 và Úc đang đưa ra một tuyên bố tương tự vào thứ Sáu, cho biết họ đã đạt được một thỏa thuận về mức trần giá dầu thô tối đa của Nga là 60 đô la Mỹ một thùng, giới hạn giá sẽ có hiệu lực vào ngày 5 tháng 12 hoặc rất sớm sau đó. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Moscow sẽ không chấp nhận mức giá trần đối với dầu xuất khẩu bằng đường biển. Nga đã nhiều lần tuyên bố sẽ không bán dầu cho các quốc gia áp giá trần, đồng thời cảnh báo rằng mức trần này sẽ tàn phá thị trường năng lượng và đẩy giá hàng hóa lên cao hơn nữa. Ông Zelensky mức giá trần dầu Nga không đủ cứng rắn. Tổng thống Zelensky nói giá trần 60 USD với dầu Nga mà EU, G7 và Australia nhất trí không đủ sức gian đe và khá thoải mái với Moscow. Nếu mức giá trần là 60 USD thay vì 30 USD như Ba Lan và các nước vùng Baltic đề xuất, ngân sách của Nga sẽ nhận thêm khoảng 100 tỷ USD mỗi năm. Số tiền này sẽ được sử dụng để tiếp tục gây bất ổn cho chính những quốc gia đang cố gắng tránh các quyết định lớn. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói trong bài phát biểu đêm ngày 3 tháng 12. Tổng thống Ukraine cho rằng quyết định về mức giá trần là động thái yếu ớt. Nga đã gây tổn thất lớn cho tất cả các nước trên thế giới bằng cách cố tình gây bất ổn thị trường năng lượng. Ông lập luận Chúng ta rồi sẽ phải sử dụng công cụ mạnh mẽ hơn, đó chỉ là vấn đề thời gian. Thật đáng tiếc khi chúng ta lãng phí thời gian này. Liên minh các nước phương Tây G7 dẫn dắt hôm mùng 2 tháng 12 xác nhận đạt được thỏa thuận về mức giá trần 60 USD một thùng đối với dầu mỏ ở Nga. Họ cho rằng động thái này nhằm hạn chế nguồn thu từ năng lượng của Nga, cũng như khả năng tài trợ cho chiến dịch quân sự của nước này tại Ukraine. Ba Lan trong các cuộc đàm phán đã đề nghị mức giá trần 30 USD nhưng cuối cùng đã nhất trí với mức trần cao hôm 2 tháng 12. Mức trần 60 USD dự kiến có hiệu lực từ ngày 5 tháng 12 cùng với lệnh cấm vận của Liên minh châu Âu EU đối với vận chuyển dầu thô Nga bằng đường biển tới khối này. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov hôm 3 tháng 12 tuyên bố Nga sẽ không chấp nhận mức giá trần này, đồng thời thêm rằng quốc gia xuất khẩu dầu thô thứ hai thế giới này đang phải phân tích động thái của Liên minh phương Tây. Nga cảnh báo ngừng giao hàng cho các quốc gia áp dụng mức giá trần. Giá dầu thô Uran của Nga hiện khoảng 65 USD mỗi thùng, cao hơn một chút so với mức trần 60 USD, cho thấy biện pháp này có thể chỉ mang lại tác động hạn chế. Theo AFP, Nga đã kiếm được 71 tỷ USD từ việc bán dầu cho EU kể từ khi xung đột bắt đầu vào cuối tháng 2. Điện Kremlin phản ứng với mức giá trần áp lên dầu Nga Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov hôm 3 tháng 12 khẳng định Moscow sẽ không chấp nhận mức giá trần đối với dầu Nga và đang chuẩn bị các biện pháp phản ứng. Chúng tôi đang đánh giá lại tình hình, ông Peskov nói đồng thời cho biết Nga đã có một số biện pháp chuẩn bị nhất định đối với thông báo về mức áp giá trần với dầu của nước này, theo hãng tin TASS. Chúng tôi không chấp nhận mức giá trần đó, ông khẳng định. Ông nói thêm rằng Nga đã thực hiện phân tích nhanh và sẽ đưa ra phản ứng sau đó, RIA đưa tin. Nga đã nhiều lần tuyên bố sẽ không cung cấp dầu cho các quốc gia áp giới hạn đối với giá dầu của nước này. Điều đó đã được Đại sứ quán Nga tại các cơ quan quốc tế viên Mikhail Ulyanov khẳng định hôm 3 tháng 12. Bắt đầu từ ngày hôm nay, châu Âu sẽ sống mà không có dầu của Nga, ông nhấn mạnh. Đại sứ quán Nga tại Mỹ hôm 3 tháng 11 cũng cáo buộc các biện pháp áp đặt giá trần dầu thô của Nga làm biến đổi các quy tắc của thị trường tự do. Hôm 2 tháng 12, các nước thuộc Liên minh châu Âu đã đạt được đồng thuận về áp giới hạn giá dầu vận chuyển bằng đường biển của Nga ở mức 60 USD một thùng. Các thành viên của nhóm G7 và Australia sau đó cũng công bố các biện pháp tương tự, theo tuyên bố của G7 và Australia, mức giá trần này sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 5 tháng 12 hoặc ngay sau đó. Reuters đưa tin các quốc gia này cũng tuyên bố sẽ tính đến các động thái bảo đảm tính hiệu quả của mức giá trần nhưng chưa công bố thêm thông tin. Giá trần với dầu của Nga là ý tưởng được nhóm G7 đưa ra nhằm giảm thu nhập mà Moscow nhận được qua việc bán dầu, trong khi ngăn giá dầu thế giới tăng vọt sau khi lệnh cấm vận dầu thô của Nga của EU chính thức có hiệu lực vào ngày 5 tháng 12 tới. Thách thức lớn đối với máy bay Nga và Ukraine trong không chiến Máy bay của không quân Nga và Ukraine cùng cố gắng chiếm ưu thế trên bầu trời Ukraine, nhưng việc này không dễ dàng chút nào. Về lý thuyết, Nga sở hữu hàng trăm máy bay chiến đấu thế hệ 4 cũng như các loại trực thăng tấn công và vận tải hiện đại, nhưng việc giành ưu thế trên không ở Ukraine không đơn giản chút nào. Nguyên nhân của thực trạng này có thể là do năng lực phi công Nga hoặc do phòng không Ukraine tích cực di chuyển hệ thống phòng không di động của họ để tránh bị Nga phát hiện và tấn công. Hiện nay cả Nga và Ukraine đều triển khai các loại khí tài phòng không hiện đại trên chiến trường, nên phi công Ukraine và Nga đều phải nỗ lực hết mình để tránh các cỗ máy sát thủ đó. Một trong các chiến thuật tốt nhất để tránh hệ thống radar và đánh chặn của đối phương là bay thật thấp sát mặt đất hoặc mặt nước. Nhưng do thời gian phản ứng ngắn khi có sự cố, nên phi công phải hết sức tập trung đầu óc. Một viên phi công hải quân Mỹ giấu tên có kinh nghiệm lái tiêm kích FA-18 Hornet và Super Hornet chia sẻ, bay thấp luôn là sự lựa chọn nếu bạn muốn đối phương khó phát hiện và ngắm bắn bạn, nhưng bay thấp cũng dẫn tới một số vấn đề phải xem xét. Thứ nhất, bạn phải có năng lực và được huấn luyện kỹ càng bởi vì bay sát mặt đất đòi hỏi nhiều sức lực và sự tập trung chú ý. Cái chết chỉ cách ta trong căng tấc nên phải nắm chắc cần lái. Tuy nhiên, khi đã cầm lái an toàn, phi công lại đối mặt với thách thức mới, đó là hỏa lực bắn ở cự ly gần từ mặt đất. Viên phi công hải quân ở trên nói tiếp, bạn phải điều chỉnh nhanh chóng theo thực tế môi trường tác chiến, nếu không bạn sẽ không thể tồn tại lâu. Bạn có thể đã được huấn luyện đầy đủ trước đó, với đủ loại kế hoạch tác chiến, nhưng nếu những điều đó không phản ánh thực tế trên không, bạn sẽ bị bất ngờ. Các pháo cao xạ khá cũ từ thời Xô Viết đang phát huy tác dụng trên chiến trường Ukraine trong việc chống UAV lẫn máy bay bay thấp. Châu Âu thừa nhận chịu thiệt hại nhiều hơn Mỹ trong xung đột Ukraine Quan chức cấp cao Liên minh châu Âu EU thừa nhận khối này đã phải trả một cái giá đắt liên quan đến chiến sự Nga-Ukraine và Mỹ chịu ảnh hưởng ít hơn. Chủ tịch Hội đầu châu Âu Charlie Michel cho biết tác động của cuộc xung đột giữa Nga-Ukraine đối với EU nghiêm trọng hơn so với Mỹ. Theo ông Michel, quan hệ an ninh giữa châu Âu và Washington đã được củng cố kể từ khi xung đột Nga-Ukraine nổ ra khi phương Tây hậu thuẫn cho Kiev. Đã có sự hợp tác chưa từng có tiền lệ trong cuộc chiến ở Ukraine, ông nói trong một bài phỏng vấn với tờ Collier della Sera của Italia hôm 3 tháng 12 tuy nhiên ông cho rằng quan hệ hợp tác kinh tế giữa hai bên không được như vậy khi tác động của cuộc xung đột đối với mỹ không giống châu âu theo ông mọi thứ dễ dàng hơn cho mỹ vì họ là nhà xuất khẩu tài nguyên năng lượng và hưởng lợi từ giá dầu thô và khí đốt tăng trong khi eu phải trả một cái giá đắt châu âu đang phải đối mặt với rủi ro suy thoái kinh tế các ngành công nghiệp châu âu phải trả nhiều tiền hơn cho năng lượng và đối mặt với sự cạnh tranh từ các ngành công nghiệp mỹ ông michel giải thích khi được hỏi về luật giảm lạm phát gây tranh cãi mà mỹ đã ban hành hồi mùa hè Ông Mitchell nói rằng Mỹ luôn ưu tiên lợi ích kinh tế của mình. Trong thời gian qua, giới lãnh đạo châu Âu đã lên tiếng chỉ trích luật giảm lạm phát với các điều khoản trợ cấp và giảm thuế quy mô lớn cho các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp xanh. Châu Âu lo ngại rằng các biện pháp này sẽ thu hút các doanh nghiệp châu Âu đến Mỹ do giá năng lượng thấp hơn nhiều lần. Đồng thời, các công ty EU sẽ không thể cạnh tranh với công ty Mỹ trong tương lai. Ông Mitchell nhận định, có đi có lại và một sân chơi bình đẳng là điều cần thiết để cơ chế toàn cầu hóa hoạt động. Ông đồng thời bày tỏ hy vọng EU và Mỹ có thể thỏa thuận về hợp tác chung trong thời gian tới. Hồi tháng 10, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã cáo buộc Mỹ muốn làm suy yếu Liên minh châu Âu-EU về cả quân sự và kinh tế. Nhà ngoại giao Nga cho rằng người dân châu Âu đang chịu hậu quả từ các lệnh trừng phạt Nga hơn gấp nhiều lần so với Mỹ. Trước đó, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nhận định người Mỹ đang kiếm được khoản tiền lớn nhờ việc bán khí đốt cho các nước châu Âu với giá cao. Ông Peskov cảnh báo diễn biến này có thể dẫn tới rủi ro EU bị phi công nghiệp hóa với những hậu quả nghiêm trọng cho khối từ 10 đến 20 năm nữa. Một số nền kinh tế lớn hàng đầu châu Âu như Pháp, Đức đều phản nàn về việc Mỹ và các nhà cung cấp khí đốt thân thiện đang bán mặt hàng này với mức giá quá cao và dường như đang hưởng lợi trong khi EU đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng kinh tế. Sau khi EU áp đặt các lệnh trừng phạt sâu rộng đối với Nga liên quan tới chiến sự ở Ukraine, giá khí đốt đã tăng mạnh eu đối mặt với cuộc khủng hoảng năng lượng và lạm phát tăng cao eu và mỹ có chung lập trường là muốn dùng lệnh trừng phạt làm suy yếu nga khiến họ từ bỏ chiến sự đồng thời cung cấp vũ khí và viện trợ tài chính cho kiev